Lời nguyện của người trẻ, chủ đề dâng hết. Có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Phúc âm Thánh Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 44. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, suy niệm lời Chúa làm cho con nhớ chuyện một người hành khất đi từng nhà, chợt thấy xe của vua đến từ xa, biết đó là đức vua sắp đi qua. Niềm hy vọng trong anh bừng sáng dậy, mong từ đây kiếp nghèo không còn nữa. Anh đang đợi chờ vua bước xuống xe, sẽ ban phát cho anh nhiều vàng bạc, để đời anh chấm dứt cảnh lang thang, không còn phải hoang mang theo ngày tháng. Thấy vua đang đi tới và mỉm cười, khiến lòng anh cảm thấy sướng vui thay. Thế nhưng vua lại tiến đến chìa tay, hỏi xem anh có gì đây cho ngài. Quá sững sờ khiến lòng anh bối rối, đâu thể ngờ ngài lại đến xin mình. Thôi thì đây chỉ có hạt lúa này, anh đành phải lấy để dâng tặng ngài. Vua lên xe xa khuất trên đường dài, anh lại lang thang miệt mài như xưa. Thế rồi khi chiều về dốc túi ra, bất ngờ anh trông thấy một điều lạ. Giữa những hạt lúa lại có hạt vàng. Anh lặng người trong cảm xúc xuyến xao. Lệ rưng rưng, nghẹn ngào anh nhủ bảo: Phải chi tôi dâng trao hết cho ngài, để chẳng còn lại gì cho bản thân, thì giờ đây đã vui sướng vô ngần. Lạy Chúa, đã bao lần con lưỡng lự, muốn cho đi nhưng rồi lại muốn giữ. Xin cho con hoàn toàn dám buông xả, để Chúa là tất cả của đời con. Amen. Có mình Chúa đấng thâu suốt tâm hồn con người, đấng đánh giá chân thực mỗi người, chỉ mình ngài phân xét công minh. Chúa không dựa vào hành vi bên ngoài, nhưng dựa vào tâm ý bên trong. Ngài dựa trên cuộc sống mở rộng tình yêu thật lòng. Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong. Con vẫn còn có những lối sống chưa được thật lòng, những cách thức giả tạo bên ngoài, cố che đậy thôi xấu bên trong. Tiếng chê bai thường làm con đau lòng, mong để được nghe tiếng khen thôi, làm đời con trở nên nô lệ miệng lưỡi người đời. Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá.
xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong. Tìm kiếm những thế xa trước mắt mọi người, những lối nói khoe khoang cho mình, không chân tình và thiếu khôn ngoan. Ước mong con được lời Chúa thấm nhuần trong tinh thần để sống thân thương, đừng lụy vương lệ thói người đời nhưng sống rạng ngời. Cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong. Chỉ có mình Chúa đấng thấy hết bao điều trong lòng, đừng phán xét con ngày sau cùng, chính Ngài là danh giá cho con. Dù con khiêm nhường và luôn chân thật, không bao giờ tự mãn kiêu căng, để đời con được sống an bình và luôn trọn tình. Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thân với người, để con luôn sống như lòng Chúa mong. Xin cho con chân thành với Chúa, chân thành với người, đừng để con sống ra hình gian trá. Xin cho con chân tình với Chúa, chân thật với người, để con luôn